Bà Phương Hằng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về các phát ngôn trên livestream. Mới đây, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ vừa có buổi làm việc với đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam. Người này được bà Phương Hằng ủy quyền. Bà Phương Hằng không có mặt trong buổi làm việc là do Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Trong buổi làm việc, phía Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong các buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn không chuẩn mực, gây ảnh hưởng trật tự xã hội, ảnh hưởng đến người khác. Sau buổi làm việc, đại diện bà Hằng cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không phát ngôn thiếu cẩn trọng, gây ảnh hưởng đến người khác. Cũng theo ông Nguyễn Đức Thọ, việc livestream là bình thường, ngành chức năng sẽ không can thiệp nếu cá nhân livestream không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đến người khác. Đây không phải lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đại diện bà Phương Hằng về những phát ngôn trên mạng xã hội. Ông Thọ cho biết, tại buổi làm việc, phía đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có mang theo bản giải trình do bà Hằng ký tên. Theo đó, bà Hằng cam kết sẽ không livestream có nội dung phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hay những ngôn từ gây phản cảm. Ông Nguyễn Đức Thọ cho rằng, buổi làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng là rất cần thiết để nhắc nhở về các nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng đã tiến hành livestream trong thời gian qua. Việc livestream trên mạng xã hội là quyền của mỗi người, nhưng nội dung phải tuân thủ các quy định, không vi phạm pháp luật. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận, bà Nguyễn Phương Hằng đã có cam kết trong văn bản giải trình. Đại diện của bà Hằng hứa sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cẩn trọng trong phát ngôn, không dùng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác. Trước đó, Bộ cũng đã có chỉ đạo riêng với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý vụ việc liên quan những phát ngôn của bà Phương Hằng gây ảnh hưởng đến một số cá nhân, nghệ sĩ khác trên livestream. Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 4, bà Phương Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong vụ việc có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Ngày 29 tháng 5, buổi livestream được hẹn trước của bà Nguyễn Phương Hằng đã bị hủy. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Lý do là cơ quan này nhận thấy, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Phần nhiều trong số đó là các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép. Những hành động này đã gây ra sự bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời nắm bắt có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao.